Trong thời đại nhiều biến động và thử thách, trường Đại học Châu Son luôn là ngọn đuốc sáng dẫn đường. Trường đang đặt ra nhiều mục tiêu mới hướng tới kỷ nguyên 100 năm ngày thành lập trường. Trường Đại học Toàn cầu, đào tạo nhân tài sáng tạo, Trường Đại học Châu Son. Ngày 29 tháng 9 năm 1946, Trường Đại học Châu Son là trường đại học dân lập đầu tiên của Hàn Quốc, thành lập theo nguyện vọng của hơn 72.000 người dân Hàn Quốc, với mục tiêu đào tạo nhân tài, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quốc gia dân chủ sau ngày giải phóng. Môi trường tiếp nhận tri thức rộng mở thông qua các mô hình đào tạo nhân tài tổng hợp và phức hợp. Không gian học tập của nhà trường vừa sang trọng vừa lãng mạn, truyền cảm hứng cho những đam mê và khả năng vô hạn của tuổi trẻ. Những người bạn Hàn Quốc đã giúp cho tôi biết rất nhiều về Hàn Quốc và những lớp học đặc biệt. Điều đó đã giúp cho ước mơ của tôi tiến gần thêm một bước. Cùng với những người bạn Hàn Quốc, tôi bước từng bước đến với ước mơ của chính mình. Chính nhờ những nỗ lực đó mà trường Đại học Châu Son đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật như lọt top 3,5% xếp hạng các trường đại học trên thế giới đạt hạng A khi đánh giá các dự án chuyên môn của trường đại học, được bình chọn là trường đại học có năng lực giáo dục quốc tế. 사람을 기하게 기는 조선대학교는 특화된 모형을 지금 만들고 있습니다. 에너지 IT 밸리에 대한 특성화, 그리고 문화 콘텐츠의 특성화, 생명과학부의 특성화, 그리고 기계 에너지 부품 소재 특성화를 하고 있는데 시대에 맞는 총체적 변화와 혁신을 추구해 가지고 그나 100년에 맞는 세계적인 대학으로 거듭날 것입니다. Trường Đại học Châu Son luôn đón bắt hơi thở thời đại và hoàn thiện những nghiên cứu hướng ra toàn cầu để thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm mang tính xã hội. Trường Đại học Châu Son đã sẵn sàng đón nhận thử thách mới để chào đón cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với sứ mệnh là chiếc nôi giáo dục trung tâm của quốc gia, nhiều dự án nghiên cứu của nhà trường đã được chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc tuyển chọn với tổng kinh phí tài trợ nghiên cứu lên tới 140 tỷ won trong năm vừa qua. Với hệ thống cơ sở hạ tầng y tế hoàn chỉnh tại Trường Đại học Y, Nha khoa Bệnh viện, Trường Đại học Châu Son, nhà trường đang đi đầu trong lĩnh vực phát triển công nghệ sinh học y tế, đầu tư và áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quá trình chuẩn đoán sớm, phòng ngừa và điều trị bệnh. Tiêu biểu trong đó có trung tâm chống nhiễm khuẩn đầu tiên tại Hàn Quốc và dự án phát triển thiết bị chẩn đoán bệnh mất trí nhớ giai đoạn đầu được tuyển chọn là dự án quốc gia. Quyết tâm trở thành trường đại học đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Great Joseon Human University, Trường Đại học Joseon.